fan TV xin chào các bé. Hôm nay cô bé một bộ đồ chơi robot lắp ghép rất nhiều luôn, dài một tỷ luôn. Bây giờ cô bé sẽ mở từng con robot một, sau đó sẽ lắp thêm một con robot lớn đấy, robot biến hình cho các bé xem nhé. Đấy, giờ sẽ bóc nào. Quá nhiều luôn. Đây là con gì đây? Cô bạn không biết nó là con gì luôn. Nhìn rất là lạ. Wow. Con này là con gì ta? Đây, có hai chiếc sừng màu xanh. Wow. Con này là con hươu à? Không phải. Kỳ lân hay con gì nhỉ? Cô cũng không biết luôn. Một chú robot tiếp theo. Đây là con gì đây? Con ngựa, không phải. Nhìn rất là nhiều con vật lạ luôn. Con này là con kỳ lân hay là con gì? Wow, nhìn quá đẹp luôn. Đây, có một chiếc sừng ở trên đầu. Wow, 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 wow. Đuôi rất dài, chân rất to. Wow. Vũ khí, đây là vũ khí. Đây là một, đây là một con rau. Wow, wow, chân chân chân. Này, đây là con gì đây? Nhìn lạ thế nhỉ. À đây. À đây là một con cò chăng? Một con chim đẹp mà. Wow. Wow, đây là con gì nhỉ? Đại bàng. Rất có thể nó là một con đại bàng. Con nữa, con này là con trâu. Con trâu màu xanh trắng. Wow. Đây là hai chiếc sừng trâu. Wow. Rất là lạ. Wow. Đây robot. Wow. Ôi trời ơi, dụng cả đuôi luôn. Nhìn nhìn đuôi của nó. Con này là con gì? Con sóc hay con gì đây? Rất nhiều con vật lạ. Cô bé cũng không biết đây nó là con gì luôn. Wow, đây, đuôi của nó rất kinh khủng. Đây, màu da cam. Wow. Đây. Chú robot. Đây là vũ khí. Vũ khí gì đây? Nhìn rất là lạ. Chúng ta đã có một bộ đồ chơi robot biến hình các con vật luôn này, kỵ sĩ. Đây là con trâu. Wow, con trâu. Wow. Ôi dồi, cả đầu luôn. Wow.
bạn muốn theo dõi nhiều video hay hãy đăng ký kênh Cu Ben TV nha. Cu Ben có rất nhiều đồ chơi luôn. Rất nhiều đồ chơi. Đây chính là con trâu. Wow, robot. Trâu, wow, hay chứ sợ. Wow, tiếp theo đây chính là con kỳ lân. Robot kỳ lân. Wow, màu tím vàng. Đây là robot hươu. Robot hươu màu xanh lá cây và màu trắng. Wow, có hai chiếc sừng rất là dài và to. Wow. Đây là robot không biết gọi tên là con gì luôn. Thật là khó quá đi. Gọi là con gì được nhỉ? Con gì có đuôi dài nhỉ? Chó sói à? Đúng không nhỉ? Thôi tạm gọi nó là robot chó sói màu cam. Wow. Còn đây là robot đại bàng. Wow. Có hai chiếc cánh màu đỏ rất là to. Wow, đại bàng sẽ cho đứng giữa đại ca luôn. Rất là đẹp. Wow. Có đứng được không? Rất nhiều robot đẹp. Các bạn nhớ đăng ký kênh Cu Ben TV nha. Rất là nhiều robot đẹp luôn. Các loại robot đủ các màu sắc luôn. Các bạn có thể thích không nào? Wow. Như vậy hôm nay Cu Ben đã giới thiệu với các bé một bộ robot. Đó chính là robot siêu thú. Robot mạnh thú biến hình. Hôm sau Cu Ben sẽ lắp 5 con robot này thành một robot đại ca. Robot khổng lồ luôn đấy. Các bạn nhớ theo dõi kênh của Cu Ben TV nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bé. Bye bye.